đến cái phần hoàn thiện phần phần trang của chúng ta. Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện xây dựng một cái phần phương trang chung như như trên hình vẽ này. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện theo cách của Zen framework hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ bỏ phần này đi. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một Zen View Helper trong phần phần trang. Đó là Echo Dit cho đến. Các bạn nhìn thấy ở đây có Benigata. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lớp này. Lớp này đầu tiên chúng ta là Benigata. Tiếp theo đó là cái kiểu. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một kiểu thông dụng đó là ceiling. Thứ hai nữa là chúng ta cho biết là cái tham số thứ ba của chúng ta là cái trang nào, các bạn sẽ dùng cái mẫu nào để cho phần phân trang. Thì tạm thời chúng ta sẽ đưa vào nó tên là Benigata. HTML và chúng ta sẽ tạo trang này sau. Và một mảng nữa của chúng ta là các bạn sẽ thấy chúng ta có một tham số cuối cùng của chúng ta. Tham số này là param. Vậy chúng ta sẽ truyền vào đây một mảng. Thường là param của chúng ta là một mảng. Và chúng ta sẽ echo ra. Lúc này các bạn sẽ thấy Benigata của chúng ta là gì? Và Benigata của chúng ta lúc này chính là đối tượng Benigata. Vậy thì chúng ta sẽ truyền đối tượng này vào tham số đầu tiên trong cái trang index của chúng ta ngoài phần view. Tiếp theo là kiểu của chúng ta gồm có 4 kiểu. Nhưng kiểu thông dụng chúng ta sẽ dùng kiểu này. Nếu các bạn muốn hiển thị tất cả các trang thì các bạn sử dụng all. Bây giờ chúng ta không cần quan tâm đến các cái phần đó, chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta sẽ hiển thị được giống như trên cái hình vẽ này của chúng ta. Bây giờ đến navigation. Đây là một cái trang mẫu để phân trang. Có nghĩa là lúc này các bạn sẽ theo tài liệu của Zen thì chúng ta nên sử dụng một cái trang mẫu và dùng cho chung cho những cái phần của chúng ta. Vậy thì chúng ta tạo ra một trang gọi là navigation.html. Vậy là chúng ta sẽ để trong thư mục trip để chúng ta dùng chung. Vì vậy khi mà để trong thư mục trip thì chúng ta sẽ không cần phải duyệt gì cả. Cũng như các bạn kéo toolbar của chúng ta dùng render thì đây là một cái mẫu của phần Benigata. Các bạn không có cần quá quan trọng cái vấn đề này, chủ yếu là chúng ta làm sao sử dụng nó cho đúng. Bây giờ vậy thì lúc này chúng ta sẽ chạy thử xem thế nào. Chúng ta sẽ refresh lại. Các bạn không thấy có lỗi gì xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện như sau. Chúng ta hãy vào trang này và chúng ta echo ra một câu để xem thế nào. Echo this is view of by another. Chúng ta refresh lại. Bạn đã thấy thông tin của chúng ta được đưa ra. Vậy là chúng ta đã kéo được cái trang navigation của chúng ta vào trong index view. Tiếp theo chúng ta sẽ cần những gì? Thì lúc này chúng ta sẽ truyền cho nó một tham số, đó là đường dẫn. Các bạn sẽ tạm thời chấp nhận để khi chút nữa chúng ta xem thì chúng ta sẽ biết. Lúc này chúng ta sẽ truyền cái đường dẫn của, có nghĩa là chúng ta sẽ truyền cái đường dẫn này vào phía trong của cái trang đó. Vậy thì chúng ta sẽ là gì? Đít cho đến.
bay UR. Và đơn giản của chúng ta chính là this. Gọi đến giá trị truyền ra ở trong là current bay. Current controller. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng cho action nào. Vậy thì nó là index action. Và sau đó chúng ta sẽ truyền cái giá trị này vào trong cái trang bay migration của chúng ta. Ví dụ như chúng ta không truyền mà chúng ta thử echo nó ra xem nó có hiểu hay không. Chúng ta refresh lại. Bạn thấy không thấy có giá trị gì ở đây, có nghĩa là nó không hiểu được. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải truyền current URL vào. Current URL để truyền được thì chúng ta sẽ chính là chúng ta truyền vào mạng tham số phía sau này. Vậy thì chúng ta sẽ truyền như sau, current URL. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem có được hay chưa. Các bạn vẫn thấy chưa in ra được cái đường dẫn của chúng ta. Vậy thì làm sao có thể thấy được? Vì chúng ta hãy thử dùng this gọi đến current URL và chúng ta refresh lại. Vậy các bạn sẽ thấy đường dẫn của chúng ta. Vậy là nếu chúng ta truyền và tham số vào trong trang Benigation thì chúng ta phải sử dụng con trò this để gọi nó ra. Có nghĩa là ở phía bên này chúng ta là current URL thì khi vào trang Benigation của chúng ta sẽ sử dụng phải là this cho đến current URL thì chúng ta mới gọi được. Vậy là chúng ta đã truyền được giá trị vào. Tiếp theo chúng ta hãy thử in ra một số thông tin như sau. Chúng ta hãy thử in ra giá trị this của chúng ta để chúng ta sẽ thấy được những gì. This cho đến chúng ta chỉ in riêng giá trị this thôi và chúng ta refresh lại. Đầu tiên chúng ta sẽ không có trang nào hết, chúng ta có thể ghi bay như thế này thì các bạn thấy hàng loạt những cái tham số của chúng ta hiển thị ra. Chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới và chúng ta sẽ quan tâm tới một số tham số ở phía dưới của chúng ta. Thì lúc này các bạn sẽ thấy những tham số như page count, tổng số là bao nhiêu trang, bao nhiêu trang sẽ trên một bài trang thứ nhất của chúng ta, có nghĩa là first. First lúc này sẽ là gì? First chính là nút star của chúng ta, là trang đầu tiên của chúng ta là bạn trang số mấy. Thì lúc này các bạn sẽ thấy trang đầu tiên của chúng ta là trang số 1. Trang hiện tại chúng ta đang xem là trang số mấy? Đó là trang cũng là trang số 1 vì trên này không có xuất hiện đường dẫn. Tôi sẽ phóng lớn ra để chúng ta thấy rõ hơn. Thì lúc này các bạn, tôi sẽ nói lại. Page count của chúng ta chính là số tổng số trang. Item chính là số trang, số phần tử trên một trang. Trang thứ nhất của chúng ta chính là first. First là trang số 1. Current chúng ta đang xem ở trang số 1. Last trang cuối cùng. Trang cuối cùng tương ứng với end. Dấu end của chúng ta. Tiếp theo là next, có nghĩa là trang kế tiếp. Trang kế tiếp của chúng ta sẽ là giá trị next này. Tiếp theo nữa parent. Parent 1 2 3. 1 2 3 này tương ứng với giá trị 1, 2, 3 ở giữa này của chúng ta. Và ở đây là thêm một số tham số khác. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước là chúng ta sẽ xây dựng một cái giao diện giống như thế này trước. Sau đó chúng ta sẽ đưa giá trị vào. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở về cái phần này của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng mẫu có sẵn của chúng ta chứ chúng ta không viết lại từ đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một nút star.
thì các bạn sẽ thấy đây là nút Start của chúng ta. Tôi đã thực hiện sẵn phần này, vì tôi chỉ hướng dẫn lại các bạn, biết tôi refresh lại để các bạn thấy nút Start. Các bạn thấy nút Start của chúng ta hiện ra. Kế tiếp của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ thực hiện cho nút lùi về trước là drop của chúng ta. Vậy chúng ta đưa vào một đoạn mã HTML nữa. Chúng ta refresh lại. Các bạn đã thấy cái phần hiển thị của chúng ta. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đưa vào phần chính giữa này. Tiếp theo nữa là nút Next. Tiếp theo nữa là nút End. Tiếp theo nữa là số trang hiển thị. Chú sang trang của chúng ta Page 1 of 2. Vậy bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại xem thế nào. Tạm thời chúng ta sẽ đóng hai dòng này lại. Và các bạn đã thấy chúng ta có đầy đủ hết. Vậy lúc này chúng ta sẽ thực hiện gắn các đường dẫn vào đây. Star của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ đặt như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt một số cái vấn đề của chúng ta là link. Cái link đầu tiên là link star. Ví dụ chúng ta đặt tên là link star. Link star của chúng ta sẽ chính bằng dit cho đến current URL và nối với một giá trị, đó là giá trị page. Page chính là tham số mà chúng ta sẽ truyền trên đường dẫn. Và trang đầu tiên của chúng ta thì lúc này các bạn sẽ sử dụng đó dit cho đến first, phần từ đầu tiên. First này là phần có sẵn được tạo ra bởi Jane Benigerson. Bây giờ chúng ta hãy echo cái link này ra. Và đồng thời chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta in giá trị dit thì chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Chúng ta refresh lại. Đầu tiên các bạn đã thấy link của chúng ta index page 1. Thì dit cho đến first là phần từ ở phía dưới này. Các bạn sẽ xem. Dit cho đến first. Vì đây là một phần từ ở phía trong của Zen Baginator thì chúng ta sẽ chọn đến nó. Tiếp theo là chúng ta cần làm cái phần gọi là giá trị của chúng ta kế tiếp. Ví dụ như chúng ta sẽ đến trang Pay 2 chẳng hạn. Chúng ta hãy kéo xuống dưới để chúng ta xem. Thì các bạn thấy lúc này nó xuất hiện cái trang phía trước của trang 2 là trang 1. Vậy chúng ta là dit cho đến previous. Chúng ta sẽ tạo thêm một link nữa. Và lúc này cũng là dit cho đến previous. Tiếp theo, chúng ta thực hiện net và end. Vậy thì net và end của chúng ta sẽ cho đến dit cho đến net và dit cho đến last chính là end là cuối cùng. Chúng ta sẽ tạo ra thêm hai link nữa. Net. End.
và đây sẽ trỏ đến là lát. Vậy thì chúng ta đã có các link, thì chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem có đúng hay không. Thì các bạn nhìn thấy đầu tiên của chúng ta sẽ là first. First của chúng ta chính là bằng một trang đầu tiên. Thứ hai là khi chúng ta lùi về một trang, chúng ta đang ở trang 2 mà chúng ta lùi về một trang thì tất nhiên là chúng ta sẽ đến trang 1. Nếu mà trang 2 chúng ta mà tiến tới một trang thì chúng ta sẽ là trang 3. Và trang cuối cùng của chúng ta chính là trang 4. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ gắn các giá trị này vào trong các phần link của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ tạm thời đóng phần này lại. Và chúng ta gắn star vào nút star. Tiếp theo, chúng ta sẽ gắn previous vào. Tiếp theo là nút này là nút next. Và kế tiếp của chúng ta sẽ là end. Chúng ta refresh lại và chúng ta thử. Vậy lúc này chúng ta hãy nhấn vào nút Start. Thì các bạn thấy chúng ta trở về trang 1. Tiếp tục chúng ta nhấn thử nút End. Các bạn đã thấy chúng ta đến trang 4. Lúc này chúng ta nhấn trở về trước một trang. Vậy thì chúng ta đã trở về được trang 3. Tiếp theo của chúng ta sẽ là in ra những cái phần này. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ in như thế nào? Ví dụ ở đây tôi có một trang như sau. Ví dụ chúng ta là một thẻ A. Trang số 1. Bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại. Bạn đã thấy hiển thị ra. Nhưng lúc này các bạn chú ý, nếu chúng ta đang ở trang số 3 thì trang số 3 này không quyền được quyền của link. Vì vậy chúng ta sẽ phải xác định là trang đó là trang nào. Bây giờ nếu chúng ta muốn biết trang đó là trang nào thì chúng ta đầu tiên chúng ta in ra cái đối tượng này và chúng ta xem xét. Chúng ta sẽ bắt đầu từ trang đầu tiên. Lúc này trang của chúng ta là một. Chúng ta hãy kéo xuống dưới để chúng ta xem đối tượng. Vậy thì các bạn thấy current bằng một. Và chúng ta có một cái mảng ba trang. Chúng ta sẽ in ra. Ví dụ như chúng ta đưa lên bay bằng 3. Chúng ta kéo xuống phía dưới để chúng ta xem tham số. Thì lúc này các bạn thấy current của chúng ta bằng 3 và cái mảng gồm có 4 trang, gồm có 3 phần tử muốn in ra là in trang 2, trang 3 và trang 4. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ in ra những cái range này, bay in range này. Vậy chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for. Lúc này tôi đáng lẽ chúng ta sử dụng vòng lặp for dưới này nhưng tôi không thích. Tôi sẽ sử dụng ở phía trên. Vậy tôi dùng for. Đấy. Các bạn nhìn thấy phần tử của chúng ta là pay in trend. Vậy chúng ta sẽ for phần tử này.
đít chỗ đến. S key. Sau đó chúng ta dùng vòng lặp cho chạy. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ đặt một cái giá trị là string pay. String pay của chúng ta chỉ bằng rộng. Sau đó chúng ta khi mà chạy vòng lặp thì chúng ta sẽ gán các giá trị vào đây. Nhưng chúng ta phải kiểm tra hai trường hợp. Có nghĩa là nếu ở bây giờ là trang 3 thì trang 3 không được quyền có link. Còn các trang khác có link. Vì vậy chúng ta phải kiểm tra như sau. If nếu muốn lấy được con số 3 trang hiện thời thì chúng ta sẽ sử dụng chọn đến current. Current bằng key thì chúng ta sẽ không ghi link L. Thì chúng ta sẽ có link, vậy thì chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta sẽ nối với một cái giá trị. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ span. Và chúng ta in key của chúng ta chính là phần những cái trang của chúng ta, để chúng ta đưa giá trị key vào đây. Tiếp theo, trong trường hợp không có bằng có nghĩa là nó thuộc trang khác, vậy chúng ta sẽ sử dụng thẻ A ở đây. Này chúng ta sẽ copy nhanh các phần khác vào. Và bây giờ chúng ta cần gắn cái link cho nó. Vậy thì link của chúng ta lúc này là cái gì? Chúng ta sẽ đặt một cái biến như sau. Link bay bằng thì chúng ta cũng chính là đi chọn đến URL. Và pay của chúng ta lúc này chính là giá trị key để chúng ta đưa vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đưa giá trị này thay cho dấu thăng. Lúc này sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ echo ra ở phía dưới. Bây giờ chúng ta hãy đóng và refresh lại. Chúng ta đang ở trang số 3. Chúng ta ở đây, các bạn thấy ở đây không có link. Chúng ta nhấn qua trang số 4 thì được. Nhưng khi đến trang số 4 thì trang số 4 của chúng ta lại không có link. Thì các bạn đã thấy điều này đã đúng như chúng ta muốn. Nhưng lúc các bạn chú ý nút net. Nút net nếu chúng ta nhấn một trang số 4 đã là trang cuối cùng. Vì vậy nút net lúc này sẽ không được có link nữa. Nhưng các bạn thấy khi chúng ta nhấn vào thì chúng ta vẫn chạy đến một trang mới. Vì vậy vì chúng ta phải kiểm tra trường hợp này. Hôm nay chúng ta sẽ in ra cái mảng đít của chúng ta. Sau đó chúng ta đến trang số 4. Chúng ta kéo xuống phía dưới để chúng ta xem. Các bạn nhìn thấy ở đây của chúng ta không hề có phần từ là nét hết. Vậy có nghĩa là chúng ta có thể dựa vào cái đặc điểm này mà chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ tính cho trường hợp nét. Chúng ta sẽ ghi if nếu tồn tại, có nghĩa là nét tồn tại. Except đít chọn đến nét tồn tại thì chúng ta mới đưa cái link này ra. Trong trường hợp ngược lại thì chúng ta sẽ gắn nó bằng một cái dấu thăng. Vậy thì chúng ta đang lẽ cần L thì chúng ta không cần viết L mà chúng ta viết như sau. Chúng ta viết nét bằng dấu thăng, giá trị thăng ở phía trên. Bây giờ chúng ta hãy refresh và chúng ta xem lại.
Bây giờ chúng ta hãy thử nhấn nút Next xem thế nào. Thì các bạn đã nhận được dấu tăng, có nghĩa là nó vẫn giữ nguyên ở trang này. Chúng ta sẽ xem một trường hợp nữa, đó là trường hợp ở trang 1. Chúng ta sẽ kéo xuống dưới để chúng ta xem. Phần này, lúc mà trang 1 thì trang này chắc chắn không lùi được về được. Vì vậy, chúng ta nhìn ở dưới này không hề có tham số nào để gán cho phần của cái link này. Nó cũng tương tự như phần net của chúng ta, vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ khai báo cái link này của chúng ta bằng giá trị thăng. Tiếp theo, chúng ta if nếu iset tồn tại đít cho đến favorite thì chúng ta mới tạo ra link, còn không thì chúng ta không tạo ra link. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong một số phần. Việc tiếp theo của chúng ta sẽ xem ở dưới cùng này chúng ta có payoff. Pay thì ở đây chính là lúc này chúng ta sẽ tạo ra một giá trị khác như sau. Một cái biến. Ví dụ tôi đặt tên là pay bằng. Tôi sẽ đưa giá trị này lên đây. Khi đưa lên thì lúc này con số 1. Số 1 ở đây có nghĩa là các bạn đang ở trang số mấy của tổng trong tổng số trang, thì đây chính là nó cũng chính là deep cho đến current. Rồi, of tổng số trang của chúng ta thì có phải là 4, 4 thì có phải là deep cho đến net last của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy chạy thử để xem thế nào. Chúng ta sẽ in giá trị bay này xuống phía dưới. Bây giờ chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy ở đây thông báo là chúng ta đợi trang 1 trong vòng 4 trang, vậy chúng ta nhấn đến trang số 3. Các bạn đã thấy thông báo số 3 trong 4 trang. Chúng ta nhấn End. Thì chúng ta đến trang số 4 và 4 trong 4 trang. Bây giờ các bạn hãy thử xem. Thì chúng ta đã phân được trang ra và trên mỗi trang của chúng ta là 5 phần tử. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện được quá trình phân trang. Và sau này khi chúng ta làm trong phần admin thì chúng ta chỉ cần copy đoạn mã này nhét vào phần hiển thị của ví dụ như mai mốt chúng ta liệt kê ra member group thì chúng ta cũng sẽ có giao diện như thế này. Và lúc này chúng ta không cần thực hiện lại cái phần tạo ra cái giao diện như phân trang nữa, mà chúng ta sẽ copy đoạn mã này bỏ vào phần view của phần user, cũng như ở trong phần hiển thị chỗ này thì chúng ta cũng chỉ gọi lớp của chúng ta vào và truyền tham số cho nó. Vậy là nó có sẽ tự tạo ra phân trang cho chúng ta.